xa, bắt qua đây đường Võ Nguyên Giáp và đang bắt đầu đi vào đường cầu Nhật Tân. À, quý vị nhìn thấy cầu Nhật Tân mấy lần trước quay thì là ban đêm, thì có đèn rất là đẹp mà tự động đổi màu nữa. Bây giờ thì ngoài ban ngày thì không có hoành tráng nhỏ lắm. Và hầu hết những cái cầu mới ở Việt Nam nó đều xây theo kiểu này, nó gọi là cầu treo, cầu cáp treo. Cầu Long Biên bên kia bên này. Cầu Long Biên phía dưới, bên này là cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long. Dưới cầu đến Long Biên rồi đến Chương Dương, đến Tuy Dương, đúng đến rồi. Cầu Thanh Trì. Đà Nẵng ngày xưa chỉ có một cái cầu, là cầu Trịnh Minh Thế này. Thì sau này thì quá nhiều cầu, cầu cũ Trịnh Minh Thế đó thì là cầu sắt vẫn còn để đó, nhưng không có sử dụng tới nữa. Nhưng mà cầu Trịnh Minh Thế mới thì rất là đẹp. Mà tối hôm qua thì Vũ Cảnh đã đưa được cho quý vị nhìn thấy hình ảnh của Đà Nẵng vào ban đêm. Tất cả thành phố nào cũng vậy, đi coi ban đêm thì nó mới đẹp được. Vâng, thưa quý khán giả, đây là cái cầu Nhật Tân, có một cái hãnh diện trong cái kiến trúc Việt Nam, có ba đường làn xe ô tô và một đường cho xe gắn máy chạy rất là thoải mái. Bây giờ thì chúng tôi thấy rằng đa số thì các có lẽ là đường vắng, dành cho mọi người rất là tôn trọng. Lúc mà đường kẹt tắc đường thì chưa biết sao. Tắc đường thì ông là khỏe không đi. Và đi ngang qua đây thấy một chiếc xe đang đậu lại, đang chụp hình ở dưới, thì chắc là cũng là du khách, thì tự nhiên nhớ tới anh Hồ Chương. Thì chúng tôi dự trù là sáng mai trước khi đi ra G23 và đang được xây cao lên nữa, càng ngày càng cao. Việt Nam thay da đổi thịt thay máu mỗi ngày, còn hơn là người ta bị bệnh thận. Người ta không bị bệnh thận, người ta thay máu, đằng này mình không có bị gì hết mà cũng vẫn cứ thay như thường. Đấy, quý vị thấy rằng một cái cao ốc này là Ineos, nghe nói cái này là của Đại Hàn hay của Nhật. Cái này à? Dạ. Khu này là của Indonesia. Indonesia. Thì tại sao là mình người Việt Nam thì mình chê tổ quốc, không chê thì cũng tạm được đi, nhưng mà lại còn nói xấu nữa, rồi bịa đặt vu khống, trong khi người ở nước ngoài ta lại đổ xô vào, người ta đầu tư trong đất nước của mình. Muốn giao lưu với nhà báo ở thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với ai? Chào bác. Cái đó thì bây giờ đó thì là cứ gọi điện thoại đi 0169 7245 798. Tại vì bây giờ cái người mà để liên lạc ở trong đó đó thì anh cũng rất là bận, anh thường không có mặt ở đó. Cứ ngoại trừ ngày 17 18 19 20 21 thì đi Côn Đảo, đi Côn Sơn, còn những ngày khác thì và ngày 24 thì đi về mới lại Bắc Bảy miền Tây, về thăm Bắc Bảy MIG 17, được vào tác nghiệp của cho một cái APEC rất là khó. Hiện tại bây giờ chúng tôi được biết là khoảng chừng 1.200 phóng viên nước ngoài, nghe nói là còn khoảng chừng 300 hồ sơ vẫn chưa được chưa được hoàn tất. Thế nhưng mà các hồ sơ như là của Đỗ Dũng, Đỗ Tài Thắng, Lý Kiến Trúc, Đoàn Trọng thì coi như là đã được xong xuôi hết. Còn về bên miền Bắc thì chúng tôi không biết là Đỗ Văn Chọn
nghe nói cũng sẽ đi, không biết là ông có đi hay không. Giờ này Đoàn Trọng về. Đoàn Trọng có. Vâng. Đoàn Trọng về phát biểu có đấy, cũng được lắm. Vâng. Thực ra thì cũng là khách quan. Được khách quan đâu, như vậy thôi, mình cũng cầu như vậy là được rồi. Đừng có đi về xong rồi cái quay trở lại là làm thơ, là viết thơ để xin lỗi ông Phan Kỳ Nhơn là được rồi. Và người ngồi cạnh nhà đang vẫn đi xe tháp tùng với KBC Hải Ngoại từ sáng giờ là Kiều Quốc Hùng. Xin lỗi các bạn đã dự trù ra để đón nhà báo, thì anh Thắng bên báo chí, Vọng Đại Tuấn thì có nhiều nhỉ. Dạ, đây nó thuộc quận Tây Hồ. À, đây thuộc về quận Tây Hồ rồi. Vâng. Anh chị thấy đây một cái cao ốc mang tên Tây Hồ. Quý vị thấy rằng cao ốc bây giờ lại khoảng chừng cái trên 20 tầng trở lên không? Có nhiều người hỏi tại sao ở ngoài bên Mỹ không thấy nhiều cao ốc, là bởi vì bên Mỹ thật sự rằng không cần phải tới cao ốc, trừ những cái chung cư dành cho những người già, những người lớn tuổi đó thì họ mới xây cao ốc, nhưng mà cũng không cao, khoảng chừng 10 tầng tối đa. Còn bên Việt Nam mình thì đất quý mà, toàn là đất vàng không. Lotte. Vâng, trước mặt tôi cái Lotte này, Lotte là của Đại Hàn. Lotte này cao hơn cái Bitexco ở trong thành phố Hồ Chí Minh. 65 tầng. Nhưng mà Lotte này vẫn chưa thằng Kinh Kinh An mới cao hơn. Nhưng mà lúc đó thì là Lotte này mà là cao hơn cái ở trong Bitexco. Chúng tôi vừa qua hết đi cầu Nhật Tân mà bắt đầu đi vào trong thành phố. Đây sắp sửa đi ngang qua nhà anh Trực Chấp. Trực Chấp mấy bữa nay không biết đi đâu, không thấy đi vào trong Facebook. Nhiều người cũng chưa có cái dịp đi ra ngoài Hà Nội, thì mời các bạn thăm cảnh Hà Nội. Lẽ nhiên ban ngày nó không đẹp bằng ban đêm, để ban đêm nó có nhiều cái màu sắc. Nhưng mà mục đích là giới thiệu cho bà con ở trong nước, ở nước ngoài, cứ nói là Việt Nam mình nghèo đói. Quý vị thấy cái bàn tiệc mà lúc nãy thức ăn ê hề. Để xuống trên máy bay đã được ăn một cái tô phở xào thịt bò rất là ngon, có hai cái dumpling. Thành ra về đây cũng hơi no nhưng mà lại cũng ăn được mấy chén cà súp. Mới bây giờ coi như là cũng lỗi thời rồi. Đây là cái khách sạn Lotte đây này, đây trước mặt quên cái bia của Đại Hàn. Ở bên Hà Nội này, ở Việt Nam này nói chung thì đỡ được một cái là không có động đất, thành xây càng cao bao nhiêu cũng không có sợ. Đây là đường Kim Mã, là nơi mà chúng tôi sẽ đi vào qua đường Nguyễn Thái Học. Chúng tôi rất là may khi ở đường Nguyễn Thái Học thì gần đường cái phố Trịnh Hoài Đức, nơi mà lúc nhỏ từ 2 tuổi tới 8 tuổi là đường ở nhà đường Trịnh Hoài Đức. Trước mặt là sân vận động, sân vận động hàng đấy. Đây cái kia thì là lúc đợt tháng 5 là bác thấy là nó chưa xây này. Thế. Bây giờ là đang xây. Ồ đúng là đang xây này. Rồi tháng 5 về là chưa thấy phải không? Vâng. Tháng 5 mới đang làm móng. Ở
khi nào chú về, chú dọn chú về và về Việt Nam ở luôn á thì cháu mới gọi là chú yêu nước, chứ mà không chú về Việt Nam thì chú sẽ được tiếng là yêu nước Việt Nam, nhưng mà chú sẽ bị mất cái tiếng ở ngoài hải ngoại, tại vì người nước ngoài mà yêu nước hãy còn vọng về quê hương thì nó mới hay, nó có giá trị hơn. Mình về trong nước thì mình sẽ trở thành là những ở trong nước thì mình nói chuyện khen trong nước thì nó không được hay lắm. Vâng, thưa quý khán giả, con đường Kim Mã này thì nó cũng có... hôm nay đi trên máy bay về thì gặp được ngay bà, một cái chị đó, chị buôn bán, hai vợ chồng buôn bán ở gần ga Hàng Cỏ. Chị nói rằng, tôi hỏi thăm là cái khu vực ga Hàng Cỏ bây giờ những cái bán đồ quân đội dẹp hết rồi bác ơi, nhà nước dẹp hết rồi, không còn cái gì nữa hết, tức là không cho bán đồ quân đội nữa. Có lẽ là Nguyễn Việt Dũng mặc Nguyễn Việt Dũng này là... đây là nhà hát chèo Việt Nam bên tay phải chúng tôi, vừa hôm nọ chúng tôi có đi vào trong coi.